Chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương có cơ hội tới triển lãm sinh vật cảnh ở Hải Dương 2003. Thì tôi đang đứng trước một tác phẩm xanh hoàn thiện rồi, rất dài. Tác phẩm này thì tầm trung thôi. Để tôi xem nào, cao bao nhiêu. 1 này, 2 này. Cao tầm khoảng 60 cm, phù hình từ mặt chậu đến trên quả phúc. Đây xem tác giả. Cây xanh tứ quý của anh Minh Dưỡng, số điện thoại là 0977 10 9999 ở Trương Mỹ, Hà Nội. Đó. Ở đây thì anh Minh Dưỡng anh có mấy cây luôn. Thành một khu. Có điều kiện thì các bạn tới triển lãm ở ngay cổng của khu biệt thự cao cấp Đình Long. Thì các bạn sẽ thấy luôn cái khu trưng bày của anh Minh Dưỡng. Nếu đi vào là bên phải, ngay cổng luôn. Tôi quay triển lãm thì tôi thích quay tách mỗi cây ra một clip, thì các bạn sẽ ngắm chi tiết hơn. Chứ còn nếu mà quay lướt một clip mà mấy chục cây ấy, thì thực tế là nhìn nó cũng chả hình dung ra cái gì luôn. Thì có một số bạn thì cứ chê là quay của vậy xem được ít, nhưng mà thực ra là quan trọng nhất là các bạn xem nó cây lỗ chất và các bạn xem chi tiết được cây như thế nó hay hơn chứ. Các bạn cứ xem lướt như thế, cuối cùng là các bạn có biết cây là nó chi tiết nhào đâu, đúng không? Đấy là quan điểm của làm nội dung thôi. Hướng tôi làm như vậy. Còn ví dụ sử nếu mà làm mà dạng nhiều clip tổng hợp ấy thì tôi mới làm như vậy, nhưng mà clip tổng hợp nó chỉ có giá trị tin tức thôi, thông báo, chứ còn nó chả tác dụng gì về để xem cây cả. Bởi vì xem cây thì mình phải xem chi tiết. Chứ nếu mà xem cây mà các bạn cứ xem overview cái kiểu ấy thì tôi nghĩ là chả tác dụng gì. Thì quan điểm tôi làm nội dung như thế. Nhiều khi một cây các bạn còn ngắm đi ngắm lại hàng bao lần, các bạn càng ngắm càng thấy nó đẹp, đúng không? Thế chả có lý gì mà một cái clip khoảng mấy phút đến 10 phút các bạn lại không xem được. Còn nếu mà các bạn quan tâm chỉ dạng overview tin tức thì có thể là các bạn xem những clip mà dạng overview tin tức thôi. Đấy thì tùy bạn chọn mà. Chứ tôi thấy là các bạn cứ, tôi cứ lên clip ấy, một số bạn ấy cứ phản lại, tôi chả hiểu. Mà các bạn phàn nàn theo kiểu như kiểu là rất chi là khích bác ấy, tôi cũng thấy lạ. Chúng tôi đã dành thời gian đi quay rồi đi bình luận các kiểu để cho các bạn không có điều kiện đi, để các bạn xem. Nhưng mà các bạn cứ nói một cái ý rất chi là chê bai coi thường, chứ cũng chả hiểu là mục đích cuối cùng để làm gì. Nói chung là những bạn thì tôi cũng không quan tâm đâu. Nhưng tôi cũng có ý với các bạn là mình cũng lịch sự một chút khi phát ngôn. Bởi vì là các bạn phải hiểu là chúng tôi làm nội dung như này là ăn cơm nhà vác tù vàng tổng thôi. Thực tế là làm đến 2 năm 3 năm mà chả thấy tiền gì. Toàn là phải bỏ tiền túi, sức mình ra làm.
nói thẳng là làm theo đam mê thôi. Đó, thì tâm sự một chút để cho các bạn hiểu. Nói chung là cây đài cốt nhìn thích thật. Ok, nếu các bạn thích tác phẩm này thì mời các bạn tới triển lãm Hải Dương, hoặc nếu hết triển lãm rồi thì qua chỗ vườn anh Minh Dưỡng nha. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng kênh review về kiến trúc nhà Việt, đó là kênh Nhà Việt TV. Thì kênh này chúng tôi chuyên review những công trình kiến trúc đẹp, nổi tiếng và nghệ thuật của Việt Nam. Nếu các bạn yêu thích kiến trúc này, mời các bạn tới kênh Nhà Việt TV và sub like kênh, cũng như là theo dõi các clip chúng tôi review ở bên đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.